Thưa quý vị và các bạn, 13 giờ chiều nay, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử hành tại nhà tang lễ quốc gia. Lễ an táng diễn ra lúc 15 giờ tại nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Cùng với đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, nhân dân tỉnh Hưng Yên bày tỏ niềm kính trọng, niềm tiếc thương vô hạn khi xem lễ truy điệu, lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua sóng truyền hình. Mỗi người có một cách thể hiện sự tôn kính, tiếc thương vô hạn riêng, nhưng tất cả đều dâng trào cảm xúc, cảm phục đạo đức cách mạng, tấm lòng yêu nước, thương dân của vị Tổng Bí thư hết lòng phục sự Tổ quốc, phục sự nhân dân. Trước thời khắc diễn ra lễ truy điệu, lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng, cựu chiến binh Trần Trung Thông, năm nay đã 77 tuổi, cùng các cán bộ, cựu chiến binh ở thôn Phù Oanh, xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ, bày tỏ sự xúc động, tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Một nhà lãnh đạo xuất sắc đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Người đã có nhiều đóng góp to lớn cho đất nước, cho dân tộc. Vẫn biết sinh lão bệnh tử của đời người không tránh khỏi. Nhưng ông cùng mọi người cảm phục Tổng Bí thư vì đến những giây phút cuối đời vẫn tận hiến cho đất nước, dân tộc. Bản thân tôi thấy là học tập ở Bác rất nhiều về cái phong cách, đạo đức và lối sống. Cả một cuộc đời hy sinh cống hiến cho Tổ quốc, ít có ngày được nghỉ ngơi mà học tập ở Bác về con người và công việc, sự hy sinh hết mình cho đất nước, cho Tổ quốc. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời thì đây là một cái tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, nhà nước, nhân dân, các lực lượng vũ trang và trong đó có bản thân chúng tôi. Thế thì không những là đối với trong nước như thế, đối với ngoài nước cũng được nhân dân các nước, bạn bè người ta cũng khâm phục. Là vì sao có cái tình cảm như thế? Là vì đồng chí Nguyễn Phú Trọng đi sống sát dân, gần dân và thương dân. Cái thứ ba đấy là có cái đường lối, cái chủ trương, cái quyết sách là đúng với lại cái sự phát triển của thế giới hiện nay. Cái thứ tư đấy là cái thành tựu rất là to lớn, đó là dũng cảm trong cái việc đấu tranh chống tham nhũng và chống tiêu cực. Trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc, từ hôm biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, ngày nào anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Đức Chính ở thôn Kênh Bối, xã Vân Du, huyện Ân Thi cũng theo dõi thông tin trên báo, truyền hình để đọc, nghe, xem tất cả các bài viết, đặc biệt là hình ảnh về đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trước thời khắc tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông nghẹn ngào, xúc động bởi một nhân cách lớn của dân tộc đã ra đi, một trái tim nhân hậu đã ngừng đập, nhà văn hóa lớn, nhà lý luận xuất sắc, vị Tổng Bí thư kiên trung với lý tưởng cách mạng. Dân tộc Việt Nam, ai thương tiếc và biết ơn đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong cái thời gian mà đồng chí nên lãnh đạo đất nước. Từ đó phải nói là dân tộc Việt Nam rất có uy tín quốc tế, mà trong nước thì phải nói là nhân dân và cả nước thay đổi chưa từng có bao giờ như bây giờ. Và tôi rất mong các đồng chí về sau kế thừa cái vị trí của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, và là kể cả lãnh đạo, kể cả về mặt chính quyền, thì làm thế nào cứ phát huy cái truyền thống của đồng chí Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, làm thế nào mà đưa dân tộc Việt Nam càng ngày càng phát triển và càng có uy tín quốc tế. Gần 13 giờ chiều nay, đồng chí Đỗ Thị Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đông Kết, huyện Khoai Châu cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ xã đã có mặt tại trụ sở làm việc. Hôm nay, mọi người đến cơ quan sớm hơn mọi ngày để xử lý công việc và theo dõi lễ truy điệu, lễ an táng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được truyền hình trực tiếp. Với Bác là một cái tấm gương, trước hết đó là cho tôi để tự soi, tự sửa với những cái hành động
giản dị mộc mạc của Bác, với cái đạo đức của Bác đã truyền cho nhân dân cũng như là truyền cho thế hệ. Và bản thân tôi là một bí thư ban chấp hành đảng bộ sẽ lấy đó để quán triệt trước tập thể ban chấp hành đảng bộ, trước cán bộ và nhân dân để học tập làm theo nương gương Bác. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành trọn đời cho Đảng, đất nước, dân tộc. Tổng Bí thư là tấm gương sáng, mẫu mực của một người chiến sĩ cộng sản suốt đời cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, hết lòng hết sức phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, phục vụ nhân dân. Cùng với toàn Đảng, toàn quân và đồng bào cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên nguyện đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng tỉnh Hưng Yên hưng thịnh, bình yên, tiến tận xa, xây dựng khối đoàn kết thống nhất như lời huấn thị của đồng chí Tổng Bí thư trong những lần về thăm và làm việc với tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, lúc sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành nhiều tình cảm, sự quan tâm, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên trong từng thời kỳ phát triển. Vì vậy, tỉnh Hưng Yên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngay sau chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên thực hiện lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.